Wow, anh Vin đây lẹ kìa. Các bạn ơi, mình có ô tô điều khiển từ xa, siêu xịn nè các bạn. Mấy đứa con nhà nghèo làm gì có ô tô giống mình. Anh Vin lại gù anh Vin tên lẹ chơi cùng mình nha các bạn. Anh Vin ơi, anh Vin ơi, anh Vin đang chơi xe ô tô điều khiển nè. Em cũng có xe ô tô nè. Xe ô tô quầy bắp bé tí như thế này mà khoe hả? Nhìn thấy xe ô tô điều khiển của anh không? Vừa xịn lại vừa có điều khiển từ xa nữa mà anh còn không dám khoe. Cái xe ô tô quầy bắp như thế này mà khoe không biết xấu hổ à? Được rồi, em sẽ về nhà kêu mẹ em mua một chiếc xe ô tô giống anh Vinh luôn. Cái đồ nhà nghèo mà còn đua đòi. Có chuyện gì vậy con? Mẹ mua xe ô tô mới cho con đi. Con có ô tô đây rồi còn gì? Không chịu đâu, không chịu đâu. Con mua cái xe ô tô cho anh Vinh con. Mẹ mua cho con đi. Mẹ thôi mua cho con đi. Để mẹ dắt con đi mua nha. Dạ. Các bạn ơi, xe này chơi thích lắm nhưng mà nó hết pin rồi các bạn. Để mình lấy xe khác ra chơi nha các bạn. Các bạn ơi, đây là chiếc xe mẹ mình mới mua cho mình nè. Anh Vinh từng mỗi anh Vinh có mỗi chiếc xe này thôi à. Mình cũng có nè. Bây giờ mình chơi thử nha các bạn. Đây, các bạn biết đây là xe gì không? Đây là xe tăng đấy các bạn. Bây giờ mình bắn cho các bạn xem nè. Đó, xe này di chuyển được luôn nha các bạn. Đó. Mình chán lắm các bạn. Hay bây giờ mình đi rủ anh Vinh chơi cùng nha các bạn. Các bạn ơi, xe này chơi thích lắm các bạn à. Anh Vinh ơi, anh Vinh ơi, anh Vinh ơi, anh Vinh ơi. Em cũng mới mua xe ô tô điều khiển giống anh Vinh nè. Xe ô tô này xưa rồi. Bây giờ xe ô tô này chỉ dành cho những đứa con nhà nghèo thôi. Em thấy xe gì đi không? Xe tăng đấy. Em không chặn ra là nó bắn em đi. Sợ chưa? Được rồi, em sẽ về kêu mẹ mua xe ô tô giống anh Vinh mà còn xịn hơn anh Vinh nữa. Lại đua đòi nữa rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Gì nữa thế? Mẹ ơi, mẹ mua xe tăng giống anh Vinh cho con đi. Sao lại phải mua xe tăng nữa? Anh Vinh bảo là xe này nó xưa rồi, nó cũ rồi. Nhưng mà mẹ vừa mới mua cái siêu xe này cho con chưa đầy 5 phút luôn nữa đó. Không, không chịu đâu, mẹ mua cho con đi, mẹ mua cho con đi. Thôi được rồi, mẹ dẫn con đi mua xe tăng được chưa? Dạ. A few moments later. Các bạn ơi, mẹ mình vừa mua cho mình chiếc xe tăng giống anh Vinh này các bạn. Nó còn có cả điều khiển và nó còn có cả nút bắn luôn nè các bạn. Đấy, nó đang bắn đó. Bây giờ mình sẽ mang chiếc xe tăng này sang nhà anh Vinh chơi, chứ không anh Vinh là xỉ nhục mình các bạn ạ. Vinh ơi, Vinh ơi, Vinh ơi, anh Vinh ơi. Mẹ mới mua cho em chiếc xe tăng giống anh Vinh nè. Em lại bắt chước anh rồi ấy. Nhưng mà xe này cùi bắp, giờ không còn ai chơi đâu. Đây, em biết đây là xe gì không? Wow, đây là xe đua siêu xịn đấy. Đắt tiền lắm. Wow, được rồi, em sẽ về kêu mẹ em mua chiếc xe giống anh Vinh luôn. Đấy, em lại đua đòi rồi đấy. Em làm gì mà đua đòi? Em thấy anh chơi cái gì, em về nhà em đòi mẹ mua bằng được cái đó. Cái đó gọi là đua đòi đấy. Dạ. Em có biết, để mua được những đồ chơi như thế này, mẹ em phải làm việc vất vả từ sáng đến tối, phải nhịn ăn, nhịn uống để mua được những đồ chơi này cho em mà em không biết trân trọng nó. Em đúng là cậu bé đua đòi. Dạ, em biết lỗi rồi. Em hứa từ nay sẽ không đua đòi nữa. Được rồi, như thế mới là cậu bé ngoan. Rồi, ra đây ngồi chơi xe với anh nè. Đây, anh cho em mượn để chơi nè. Đây, để anh bật lên cho.